chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau: sự đau đớn của kỷ luật hay sự đau đớn của nỗi ân hận. Dù làm bất cứ điều gì, chúng ta luôn bị bủa vây bởi những rắc rối trong cuộc sống, những vấn đề, stress, hóa đơn tiền nhà, những khoản nợ, những thất bại, những chông gai và lo lắng bộn bề. Chúng ta gọi đó là khó khăn, rồi mặc nhiên chấp nhận chúng như là một lẽ thường để có thể tiến tới thành công. Nhưng sẽ như thế nào nếu tôi nói với bạn rằng đó không phải là khó khăn, mà chỉ là những thử thách. Khi ta xem những điều chông gai đó là thử thách, ta sẽ không còn nặng nề mỗi ngày về việc có quá nhiều thứ cản trở ta đến mục tiêu, mà ta xem mọi thứ như là một cuộc chơi, mà tại đó những chướng ngại vật sẽ trôi rèn chúng ta và để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Khi ta xem đó là những thử thách, ta sẽ nhẹ lòng hơn và biết rằng vượt qua thử thách thì ta sẽ tiến dần và tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Người khác làm được thì mình cũng làm được, thậm chí là làm tốt hơn. Đó là điều mà tôi luôn luôn nhắn nhủ với bản thân mình. Tôi không cho phép bản thân mình lười nhé. Các bạn trẻ hãy nhớ rằng mình có nghèo hơn, xấu hơn thì mình phải nỗ lực hơn. Không có cách nào khác, không có phép nhiệm màu diệu kỳ nào ngoài sự nỗ lực của bản thân. Hãy cam kết và có trách nhiệm với bản thân. Dù bạn là ai, bạn cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình. Điều quan trọng là bạn hãy coi đó là những thử thách mà Thượng Đế dành riêng cho bạn. Phải, Thượng Đế dành riêng cho bạn. Mục tiêu của bạn càng lớn và xuất phát của bạn càng xa thì thử thách càng cam co và khốc liệt. Để đạt được thành công, bạn cần phải có sự kỷ luật với bản thân. Kỷ luật có nghĩa là bạn phải làm điều bạn nghĩ một cách đúng, có chủ đích, bất kể cảm xúc của bạn là như thế nào. Kỷ luật đó là sự tự do. Bạn kỷ luật với bản thân mình, bạn sẽ hoàn thành công việc đúng hẹn. Đó là sự tự do. Khi bạn kỷ luật với bản thân, bạn sẽ tìm được cách sắp xếp thời gian và phân bổ cho công việc một cách hợp lý để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đó chính là sự tự do. Khi bạn kỷ luật, bạn phải rèn luyện bản thân trong sự hà khắc mỗi ngày, nhưng nó giúp bạn đạt được điều mình muốn vì bạn đã chọn con đường đi khác với những người còn lại. Khi bạn kỷ luật, bạn biết rằng không có áp lực thì sẽ không có kiên cương. Vậy bạn chọn làm kiên cương hay là làm hòn sỏi trôi dạt ở bãi biển? Người làm đúng việc là người sẵn sàng chấp nhận, trải qua thử thách trước khi nghĩ đến việc tận hưởng. Khi bạn làm ngược lại là bạn đã đi sai với quy luật. Và nếu bạn đã đi sai rồi thì bạn sẽ là người trả giá cho chuyện đó. Không có một công việc nào cho phép bạn chỉ có tận hưởng cả. Mọi công việc đều cần sự nỗ lực, và có làm thì mới có thất bại. Nhưng thất bại sẽ giúp bạn trở nên chín chắn hơn. Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi thì không sợ không kiếm được tiền. Mọi công việc bạn đang làm đều có một mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Người có mục tiêu và đặt ra mục tiêu bao giờ cũng thành công hơn những người không bao giờ xây dựng cho mình một mục tiêu cá nhân. Mục tiêu thì phải luôn luôn rõ ràng và có deadline cụ thể. Và từ đó, trên con đường hướng tới mục tiêu của mình, đến ước mơ của mình, bạn sẽ biết mình cần phải vượt qua cái gì và cần phải làm cái gì để vượt qua những thử thách đó. Người không có mục tiêu sẽ có một cuộc sống vô định. Họ sẽ trôi dạt bất cứ đâu mà cuộc đời ấn định cho họ. Họ sẽ sống một cuộc đời của cây lục bình, tôi gọi là Ruby Life. Và vì vậy, họ sẽ có những vô vàn, những khó khăn và những thất bại. Hết thất bại này đến thất bại khác, mà họ không đi được đến đâu bởi lẽ họ không cho mình một đích đến. Nếu trong cuộc sống này bạn đang hướng tới tiền là đích đến cuối cùng, thì để tôi nói cho bạn biết, bạn hãy làm tốt công việc của bạn hiện tại và đem lại nhiều giá trị cho người khác, thì tiền sẽ tự khắc đến với bạn. Bởi vì tiền là giá trị trung gian, chứ không phải là giá trị cuối cùng và là đích đến cuối cùng của bạn. Thứ bạn cần phải chinh phục và chinh phục thực sự, đó chính là hai từ: hạnh phúc. Cả cuộc đời này chúng ta chỉ cần giải quyết một thứ, đó chính là hạnh phúc. Nhiều người luôn tự nhủ với bản thân mình, hãy lạc quan lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng tôi không đồng ý nếu bạn chỉ ngồi chờ mọi việc sẽ qua. Đối với tôi, lạc quan có nghĩa là giải quyết vấn đề. Lạc quan không phải là ngồi cầu nguyện. Lạc quan không phải là ngồi tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua. Lạc quan không nghĩa là mỉm cười, là chịu đựng mọi thứ. Bạn bị điểm kém thì lạc quan có nghĩa là bạn phải chăm chỉ hơn, nghiêm túc hơn trong việc học. Bạn thất bại trong kinh doanh thì lạc quan có nghĩa là bạn phải ngồi xuống, cầm quyển sổ lên, chỉ ra được lý do tại sao mình lại thất bại và vạch ra kế hoạch cần phải làm tiếp theo là gì. Gia đình bạn đang gặp bế tắc thì lạc quan có nghĩa là bạn phải ngồi xuống,
cùng nói chuyện với người thân để chúng ta hiểu nhau hơn rồi cùng nhau giải quyết vấn đề. Ai cũng từng trải qua những thất bại, nhưng có một bẫy níu chân họ mãi mãi, đó là sự dằn vặt. Bởi rất nhiều người thường hay dằn vặt về những lỗi lầm của mình. Bình thường bạn có thể giải quyết được 10 công việc, nhưng khi thất bại xảy ra, bạn chỉ có thể giải quyết được 9 công việc mà thôi. Thế thì tại sao bạn không tập trung vào 9 công việc còn lại mà bạn có thể làm tốt, trong khi lại cứ đau đáu dằn vặt bản thân mình về một công việc bạn đã thất bại mà không thể làm gì được nữa? Khi bạn thất bại, bài học bạn đọc được đó là kinh nghiệm. Những kinh nghiệm không ai có được ngoài chính bản thân bạn. Đó là những bài học mà sau này nhìn lại bạn sẽ thấy tự tin hơn về bản thân mình. Nếu ai cũng thỏa mãn với bản thân thì sẽ không có anh hùng. Bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được, nhưng đừng tự mãn quá nhiều về nó. Sẽ không có ai quan tâm nhiều đến sự hào nhoáng trong quá khứ của bạn như thế nào đâu. Họ cũng chẳng thèm quan tâm đến việc bạn đã thất bại ra sao. Chính những điều bạn làm ngày hôm nay và sự thành công trong tương lai của bạn mới có thể định hình nên chính bạn. Và những điều đó phụ thuộc vào những gì bạn đang làm ngay bây giờ. Những thách thức vẫn còn đó, vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Việc bạn cần phải làm là không chùn bước và phải luôn tỉnh táo để nhận ra rằng không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Dám thay đổi để thành công. Đây là hình ảnh của chú tôm hùm đang lột xác để rũ bỏ cái lớp vỏ cũ cứng cáp. Bạn thấy đấy, quá trình lột xác này vô cùng đau đớn, và nếu chú tôm này không thể thoát ra thì nó sẽ vẫn mãi bị kẹt trong lớp vỏ cũ này và chết ở trong đó. Bạn cũng vậy, bên ngoài bạn luôn luôn có một lớp vỏ cũ kỹ. Việc của bạn là dỡ bỏ lớp vỏ cũ kỹ đó và chịu đau đớn để thay đổi, để bắt đầu những cuộc hành trình mới. Mỗi ngày đến với bạn là một ngày mới, mỗi ngày mặt trời ló dạng là bạn có cơ hội để làm lại tất cả. Bạn không thể để những ngày buồn bã làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bạn được. Ngày mới đến là lúc bạn có thể cho mình một cơ hội làm lại tất cả, bỏ lại sau những thất bại dở dang và học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Sự khác nhau giữa sự chỉ trích và góp ý là nằm ở chỗ bạn nhìn nhận chúng như thế nào. Rất nhiều người khi nói chuyện vạch ra bao nhiêu những kế hoạch hay ho, tầm nhìn vĩ mô, ước mơ vĩ đại, nhưng cho đến khi bắt tay vào làm thì chỉ gặp một chút khó khăn thôi là đã gục ngã. Họ rất thiếu sự kiên định và dễ bị sao lãng bởi những sự phê bình của người khác. Đối với tôi, sự khởi đầu chưa bao giờ cần hoàn hảo. Quan trọng là bạn phải bắt tay vào thực hiện và làm cho đến cùng. Trong quá trình thực hiện sẽ có người chê bai, chỉ trích. Bạn nên xem đó là sự góp ý. Đúng thì bạn nghe, sai thì bạn sẵn sàng từ chối. Bạn đừng hy vọng mọi người đều xem trọng việc bạn làm. Sẽ luôn luôn có người chê bai, sẽ luôn luôn có người chỉ trích bạn. Họ không bao giờ hài lòng với bạn, cho nên bạn cũng chẳng cần phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người để làm gì. Lỗi không nằm ở bạn, cũng không nằm ở người chỉ trích bạn, mà chỉ là do chúng ta không tư duy hợp nhau, nên chia tay sớm thì sẽ bớt đau khổ. Nếu một người không cười bạn thì bạn biết rằng ước mơ của bạn chưa đủ vĩ đại. Nỗi đau sinh ra là dấu hiệu để bắt chúng ta phải hành động, để thay đổi chứ không phải là để chịu đựng. Bạn có thể ngồi đây và ước rằng giá mình sinh ra trong gia đình giàu có, giá mình có chỉ số IQ cao, giá mà mình có năng khiếu ở nhiều thứ. Nhưng bạn nên biết rằng nếu cuộc đời cho bạn một quả chanh, hãy biến nó trở thành một ly nước chanh. Bạn không sinh ra trong gia đình nhà giàu ư? Ổn thôi, hãy cố gắng để học trở nên giàu có, và sau này con bạn không phải ngồi để ước như bạn. Bạn không có chỉ số IQ cao ư? Ổn thôi, hãy cần cù bù thông minh, hãy nỗ lực hơn để luôn có những công ty chào đón bạn. Bạn không có năng khiếu thì sao? Ổn thôi, mỗi ngày hãy học một kỹ năng mới, một cách có chủ đích đều đặn nhiều năm liền, và bạn hãy xem kết quả của nó mang lại cho bạn sau nhiều năm liền ấy. Rồi bạn sẽ gặp thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại là một lần bạn cho mình một cơ hội để thử thách ý chí của chính mình. Mỗi một lần thất bại là một lần bạn nhận ra bạn đang rút ngắn quãng thời gian thành công của bản thân, bởi vì đau đớn chỉ là tạm thời và bỏ cuộc sẽ biến nó trở thành vĩnh viễn. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công. Không phải tôi sinh ra để bị đánh bại, thất bại không có trong huyết quản của tôi. Tôi không phải là một con cừu chờ người săn thúc gậy mới đi. Tôi là một con sư tử và tôi từ chối nói chuyện, đi lại và ngủ với những con cừu. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi tôi thành công. Và tôi, Thái Phạm, chúc bạn thành công.